Xin chào tất cả mọi người, chào mừng quý anh chị khách hàng tiếp tục quay trở lại với em Kiên cùng nội thất Vema Home. Tiếp tục hoàn thiện xong những mẫu sofa để chuẩn bị bàn giao tới tay khách hàng thì đơn hàng ngày hôm nay sẽ là của anh Trần Quang Vũ tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Một cái khoảng cách rất là xa xôi, tính từ nội thất Vema Home vào đến nhà anh thì có cái khoảng cách địa lý lên tới hàng ngàn km. Tuy nhiên thì anh cũng đã rất tin tưởng giao phó trách nhiệm hoàn thiện mẫu sofa này dành cho em Kiên. Rất là cảm ơn anh cùng với gia đình đã tin tưởng và ủng hộ em Kiên. Thì mẫu sofa ngày hôm nay em giới thiệu với mọi người là một cái mẫu sofa được hoàn thiện bằng chất liệu gỗ hương đá. Một trong những chất liệu gỗ mà em phải gọi là đánh giá rất cao về cái đặc tính kỹ thuật cũng như là thẩm mỹ của cái chất gỗ hương đá này. Đầu tiên thì gỗ hương đá nó sẽ có một cái chất vân nó cũng vô cùng là đặc sắc. Đây mọi người có thể thấy là tất cả các cái bộ phận thì đều được em Kiên lựa chọn những cái tấm gỗ có những cái nước vân. Có những nước vân rất là đều, rất là đẹp. Và chắc chắn rồi mọi người sẽ không thấy một cái điểm nốt nào nó là những cái điểm khuyết cả. Những cái điểm khiếm khuyết về gỗ thì đều được em Kiên lọc lựa rất là kỹ. Tiếp theo là những cái phần mặt ngồi đây, mặt ván liền hay là những cái bệ thì tay đây. Mọi người có thể thấy là đều được lựa chọn những cái tấm vân hay là mặt bàn đây. Đều là những cái tấm vân rất đẹp. Đó. Trông nó sẽ rất liền lạc và tổng thể của bộ sofa. Cái phần màu sắc ngay từ phần mộc thô nó đã trông nó đã rất là hài hòa. Và xét về tổng thể thì gỗ hương đá cũng là một cái chất gỗ mà là chất gỗ quý, nó nằm trong nhóm 1 trong tất cả những cái danh mục gỗ tự nhiên đang lưu hành tại thị trường Việt Nam. Vì vậy nên là chất gỗ nó vô cùng là tuyệt vời. Rồi tiếp theo thì gỗ hương đá nó cũng có một cái tỷ trọng rất là lớn. Một tấn của nó thì nó sẽ cho một cái trọng lượng nó lên tới là hơn 1 tấn 3. Vì vậy nên là cái chất gỗ nó rất là nặng. Tại sao cái chất gỗ nó nặng và tỷ trọng nó lớn như vậy? Tại vì cái quá trình sinh trưởng của cây hương đá khi mà nó phát triển chiều cao thì nó sẽ mất vô cùng là nhiều thời gian. Vì vậy nên là quá trình sinh trưởng phát triển nó chậm như vậy. Nên là cái tôm gỗ, cái chất gỗ, cái thớ gỗ nó được nén rất là chặt. Vì vậy nên là nó cho một cái tỷ trọng rất là cao. Chính vì vậy nên là cái bề mặt của gỗ hương đá nó sẽ rất là đanh, nó sẽ rất là dễ thi công và rất dễ tạo ra một cái phần bề mặt nó rất là đẹp. Rồi, quay trở lại bộ sofa thì mẫu sofa ngày hôm nay em sản xuất dành cho anh Trần Quang Vũ sẽ bao gồm có 5 chi tiết, bao gồm có đôn cấu trúc 1 đệm ngồi, văng cấu trúc 2 đệm ngồi, phần văng lớn nhất với cấu trúc 3 đệm ngồi, phần bàn trà và phần bàn kẹp góc. Những cái chi tiết rất là cơ bản và cái kiểu dáng của mẫu sofa này chính là kiểu dáng sofa mẫu chân xoắn. Thì xét về sofa mẫu chân xoắn này thì mọi người có thể thấy là đây là một trong những cái kiểu dáng mà trong năm 2022 nói riêng và trong suốt quãng thời gian trở lại đây nói chung thì quý anh chị khách hàng rất là quan tâm, rất là ưa thích cái mẫu kiểu dáng sofa mẫu chân xoắn này. Lý do tại sao? Đầu tiên là về mặt kết cấu thì nó cũng cho những cái sự kết cấu rất là cứng vững, rất là chắc chắn. Đây mọi người có thể thấy một cái hệ chân nó vô cùng là to bản. Ngay bên dưới thì cũng là một cái hệ bệ được kết nối với nhau, đều được làm từ những cái tấm gỗ rất là to, rất là dày dặn. Đó. Tiếp theo thì nó cũng vô cùng là liền lạc, nó sẽ chạy từ bên hông này sang bên hông bên kia. Hai phần chân được kết nối với nhau, nó sẽ nối từ đằng sau ra đằng trước. Thì giống như mẫu sofa chân đùi gà vậy, em Kiên đánh giá rất cao về cái kết cấu của cái mẫu sofa theo cái kiểu dáng chân xoắn này. Rồi, ngay sau đây thì em sẽ giới thiệu thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật của từng bộ phận một. Đầu tiên sẽ là cái đôn này. Đôn có chiều dài là 1m30 này, rộng là 60cm và chiều cao lên đến đỉnh của cái mặt táp ngăn kéo và mặt bệ thì tay đây là 42cm. Đây mọi người có thể thấy là tất cả những tấm gỗ đều được lựa chọn rất là kỹ càng, rất là tỉ mỉ và tạo ra cho cái sản phẩm ngay từ phần mộc thô nó đều có một cái diện rất là đẹp. Rồi, tiếp theo sang phần bên này sẽ là cái phần văng hai đệm ngồi. Văng hai đệm ngồi này có cái chiều dài lên tới là 1m80, chiều rộng là 85cm và chiều cao lên đến đỉnh cao nhất đây của mặt tựa lưng đây là 68cm. Về cấu tạo thì mọi người có thể thấy là bao gồm có bệ tì tay này. Cái bệ tì tay này em Kiên đều làm rời nhé mọi người nhé. Bệ tì tay làm rời này, mặt táp ngăn kéo làm rời này. Đấy, để làm sao để tất cả những cái bộ phận kín ở dưới gậm đây thì đều được hoàn thiện sơn bề mặt một cách rất tỉ mỉ. Hệ ngăn kéo cũng vậy, hệ ngăn kéo được làm rời ra và chắc chắn là sau này sơn phủ thì nó sẽ rất là đẹp. Cái loại sơn mà em sử dụng cho những cái mẫu sofa của mình cũng là sơn rất là chất lượng, đó là sơn Inchem được nhập khẩu từ Mỹ. Đây là một cái hệ tựa lưng. Mọi người có thể thấy là cái hệ tựa lưng này được quây những cái tấm vách gỗ. Đó, những cái tấm vách gỗ này tạo ra cho cái mẫu sofa những cái sự chắc chắn và liền khối rất là rõ ràng và tỉ mỉ luôn. Hai cái vách ở hai bên nó vừa mang tính chịu lực, nó vừa tạo ra cho cái nhìn của mẫu sofa nó rất là khỏe khoắn.
Rồi, tiếp theo sang đến cái phần bên này, đó chính là một cái phần văng dài nhất với cấu trúc là ba đệm ngồi. Cấu tạo thì nó vẫn vậy, nó vẫn là một cái bộ phận, một cái phiên bản lớn hơn của cái phần văng hai đệm ngồi này. Vẫn có bệ tì tay, vẫn có táp ngăn kéo bên này và bệ tì tay bên này. Tất cả thì đều được làm rời ra và sau này sơn thì chắc chắn là mình sẽ ghép nối lại sau. Và cái quá trình vận chuyển từ Hà Nội vào trong tỉnh Cà Mau thì cũng là một cái thử thách rất là khó khăn. Tại vì sao? Tại vì mũi sofa này nó có cái trọng lượng nó vô cùng là nặng. Ngay mặt trước thì sẽ được trang bị nó là ngăn kéo với những cái đường chỉ CNC chạy ngang, một cái kiểu dáng trang trí rất quen thuộc của nội thất VM Home rồi. Ngay bên trong thì cũng là một cái khoang ngăn kéo có một cái diện tích cũng tương đối là rộng rãi để mọi người có thể để đồ. Đáy của ngăn kéo cũng được trang bị đó là những cái tấm gỗ hương đá. Đây mọi người có thể thấy là những cái tấm gỗ hương đá rất là chất lượng từ bên trong ra bên ngoài. Và mặt thì vẫn luôn luôn là được lựa chọn như tấm gỗ đẹp nhất, đều nhất, mang thẳng lên bề mặt. Những cái phần hông cũng vậy, vân gỗ hương đá của bộ sofa này cũng rất là nhiều. Phần mặt đây mọi người có thể thấy là vân rất là nhiều. Đó, rất là chất lượng cho bộ sofa như thế này. Đó chính là sự khác biệt của một sản phẩm sofa sản xuất theo định hướng cao cấp. Rồi, tiếp theo là bộ phận bàn trà với cái chiều dài là 1m40, chiều rộng 80cm và chiều cao là 45cm tính lên mặt bàn đây. Cấu tạo thì vẫn vậy, bao gồm có hệ bệ bên dưới. Đây, cái hệ bệ bên dưới này thì vẫn là một cái hệ bệ bằng chân xoắn. Đó, hệ bệ chân xoắn và bên trên. Bên trên thì đều được làm rời mọi người nhé. Đó, làm rời như thế này. Mọi người nói là phải nói là trọng lượng của gỗ hương đá rất là nặng. Thì nó sẽ bao gồm có hai phần. Ngay phần giữa này sẽ có ngăn kéo bên này. Đó, ngăn kéo bên này. Và bên này sẽ là một cái hộc kín để mọi người có thể để thêm những cái đồ dùng vật dụng vào đây. Rất là gọn gàng và ngăn nắp. Bên trên mặt bàn thì được trang bị một cái tấm gỗ hương đá liền tấm. Tấm gỗ liền tấm này thì cũng có một cái bản rất là lớn. Đó, một bản nó lên tới là khoảng gần 60cm. Rất là lớn và được lựa chọn cái tấm gỗ hương đá rất là đẹp. Đó. Rồi, tiếp theo là phần bàn kẹp góc. Thì như thường lệ bàn kẹp góc sẽ bao gồm có mặt trên và mặt dưới. Mặt trên đây và mặt dưới. Đó, bàn kẹp góc này có cái hình vuông là 70cm. Rất là vừa vặn để mọi người có thể để và trang trí thêm những cái đồ dùng. Chắc chắn là mẫu sofa này sau khi sơn bề mặt xong thì sẽ rất là đẹp, mang lại cho bộ sofa một cái chất lượng rất là tuyệt vời. Em nhấn mạnh là mẫu sofa được sản xuất theo chất liệu gỗ hương đá sẽ có một cái chất lượng gần như vượt trội so với những sofa được sản xuất từ chất liệu liệu gỗ sồi hay là gỗ óc chó. Chắc chắn là nó sẽ chất lượng rất nhiều. Rồi, tất cả những mẫu sofa như thế này thì mọi người có thể liên hệ với em Kiên để nhận được những sự tư vấn và hỗ trợ trực tiếp thông qua số hotline 098 996 5115 và 098 559 6556. Em Kiên cùng đội ngũ tư vấn của mình sẽ liên hệ và trao đổi trực tiếp tư vấn cho mọi người tất cả những cái vấn đề. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.